Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Miss Universe 2020 đã giới thiệu tất cả các video up close của dàn thí sinh khiến fan sắc đẹp vô cùng bất ngờ. Đây chính là những thước phim tâm huyết giới thiệu ngắn gọn nhất nhưng cũng rõ ràng nhất về mỗi ứng viên Hoàng vũ. Video sẽ được trình chiếu đến khán giả toàn thế giới nếu thí sinh lọt vào top 10 chung cuộc trong đêm đăng quang diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tới tại Mỹ. Video giới thiệu của Khánh Vân cũng được đăng tải trên trang chủ của cuộc thi Miss Universe. Cô nhắc lại câu chuyện từng là nạn nhân bất thành của quấy rối tình dục và học boxing để bảo vệ bản thân và cho người khác. Hoa hậu Khánh Vân tự tin chia sẻ, tôi đã từng là nạn nhân của quấy rối tình dục và tôi hiểu được những vấn đề đó xảy ra với mình, có sự ám ảnh, có sự lo sợ và thiếu sự tự tin trong cuộc sống. Tôi từng không kể câu chuyện với bất kỳ ai để trong lòng mình và không có cách nào vượt qua được. Nhưng đến một ngày, tôi quyết định chia sẻ với người thân và nhận được sự ủng hộ. Từ đó tôi hiểu mình phải mạnh mẽ hơn. Tôi tìm một môn thể thao là boxing để phòng vệ và giúp tôi mạnh mẽ hơn. Với boxing, có những lúc mệt mỏi căng thẳng, thực hiện những động tác boxing giúp tôi thoải mái và thư giãn. Đôi khi nói là bảo vệ, phòng vệ bản thân nhưng cũng có thể bảo vệ cho người khác nữa. Cùng với Khánh Vân, hình ảnh các đại diện khác cũng được đăng tải, qua đó khán giả trên khắp thế giới sẽ biết nhiều hơn về các thí sinh. Tuy khá chỉnh chu về mặt hình ảnh nhưng vẫn có một điểm trừ trong đoạn video close-up của Khánh Vân chính là cô nàng trình bày bằng tiếng Việt. Khánh Vân là thí sinh châu Á hiếm hoi không dùng ngoại ngữ. Nhiều fan cho rằng dù đại diện Việt Nam có chủ ý giới thiệu tiếng Việt tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, nhưng trong video close-up quá quan trọng được quay dựng ở quê nhà này, Khánh Vân nên tập luyện kỹ và khoe vốn tiếng Anh tích lũy suốt 2 năm qua.